Rồi review cặp bánh 78 cho anh em nha. Đây là bánh sau, đây là bánh trước nha. Đó, nguyên con xe 78 tháo ra. Review cặp bánh nha. Đây là má đùm trước. Đây, đây là đùm keo nha các bạn. Đùm keo. Cái cặp bánh này thì mình có bán lẻ nha. Mình có bán lẻ, ai mua đùm riêng mình tháo rồi mình bán đùm, hoặc là mua bộ căm, hoặc là mua cặp vành, hay là mua nguyên bộ mình có bán hết nha. Này, km nào hoạt động ok hết nha các bạn. Cái này là đùm keo, đùm keo 78, đùm keo nó không sơn nha các bạn. 5 km đầy đủ, hoặc km hoạt động ok hết nha. Đấy, bên trong này đấy, rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp nha. 5 km hoạt động đầy đủ, bố thắng, bố riêng luôn nha, bố nhập riêng. Bỏ vào đấy, bỏ vào quay ngọt ngào nha các bạn. Rồi câm này, câm thì câm đẹp nha, không có cây nào bị xét. Câm này thì mình có bán lẻ nha, có bán lẻ câm, có bán đùm riêng, có bán niềng riêng. Đấy, câm đẹp nha các bạn. Coi mặt bên kia nha, mặt bên kia thì mình lấy cái máy rồi rớt. Đây, đây má đùm keo các bạn, ở đây còn đẹp, ở đây hơi xùi một chút nè các bạn. Đó, cầm hai mặt đều đẹp hết nha. Chân cầm màu trắng, chân cầm không bị xét nha, chân cầm không bị xét. Cái lốp này vẫn còn là lốp da băng nha các bạn, dành cho anh em nào sưu tầm nha. Đây, lốp da băng cho anh em nào sưu tầm nha. Lốp thì lâu ngày nó hơi nứt các bạn, nứt hơi nhiều á, nói chung là nứt hơi nhiều á. Lốp để sưu tầm thì được nha. Lốp da băng dành cho anh em trưng bày nha. Đây, đầm đẹp nha anh em, không có nứt bể nha. Đây là cái đầm trước nha. Rồi tiếp tục thấy cái đầm sau. Em thấy dặn cái dài kia km là nhìn nó mới nhát luôn. À, coi cái vành này chứ. Đây, quên coi vành. Vành thì nó không được đẹp xuất sắc nhưng mà nó cũng vừa đủ chơi được nha các bạn. Nó không bị lục mũng nha. 78 thì cái găng của nó cao nha các bạn. Đây, còn tương đối khá đẹp. Còn tương đối khá đẹp nha các bạn. 78 thì cái găng này nó cao hơn 81 86, nó cao hơn nhiều á, nó cao gấp đôi rồi. Rồi tới đùm sau, đây là má đùm sau này. Đây, đùm full keo, gao phá nghe. Bố thắng dìm theo xe nha. Gao cầm bắp chuối nha nè. Đó, cầm dìm theo xe là cầm bắp chuối nha. Đấy, cần cây cầm đấy nha, không xét. Chân cầm này còn đẹp nè, còn màu vàng không xét nè. Đó, mặt bên kia bố cục có sống xít, còn mặt hàng xít luôn nha. Đó, chân đùm keo. Đây, nhìn sao cái này thì hơi xét chút nha các bạn. Đó, giá dễ chịu cho anh em lên xe nha, anh em nào lên xe sưu tầm trưng bày. Má đùm này các bạn, đùm đẹp nha. Đó, anh em nào muốn lấy nguyên cặp bánh thì lấy nguyên cặp bánh mua lẻ, có bán lẻ nha, có bán cầm riêng, đùm riêng, niềng riêng nha. Thì đã nguyên con, còn nguyên cục máy nữa. Thì anh em thích món nào anh em nhắn tin Zalo, mình sẽ báo giá từng món cho anh em nha. Quy tắc mua hàng thì nhắn em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tại nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ điện trước ship hàng sau, không ship code. Mọi thông tin chi tiết thì anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phường mình sẽ gấp nha anh em.